Bài 1. Cho tam giác ABC có các đường cao. Tam giác ABC có các đường cao, đó là đường cao BD và CE. Đường thẳng DE, đây là đường thẳng DE, cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác, đây là đường tròn ngoại tiếp tam giác tại hai điểm M và N. Ý thứ nhất, chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp. Ý thứ hai, chứng minh góc DEA. Chứng minh góc DEA bằng góc ACB. ACB. Ý C, chứng minh DE song song với tiếp tuyến tại điểm A của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Ý D, gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh OA là tia phân giác của góc M, góc M A N. Ý E, chứng tỏ MA bình bằng AE nhân AB. Chúng ta đi sẽ giải quyết từng ý một. Thứ nhất là chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp. Chúng ta thấy xét tứ giác BEDC có góc BEC bằng 90 độ theo giả thuyết nhìn cạnh BC. Góc thứ hai là góc BDC bằng 90 độ và cũng nhìn cạnh BC. Như vậy, tứ giác BEDC là tứ giác nội tiếp vì có hai đỉnh liên tiếp, đó là đỉnh E và D, nhìn hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng dưới hai góc bằng 90 độ. Đây, hai góc bằng nhau và bằng 90 độ. Tiếp tục sang ý B, chứng minh góc DEA, đây góc này, bằng với góc ACB. ACB. Chúng ta thấy tứ giác BEDC nội tiếp chúng ta vừa chứng minh xong. Tiếp góc AED, đây là góc ngoài của tứ giác nội tiếp BEDC đỉnh E. Nên góc ngoài này sẽ bằng với góc trong không kề với nó. Nên là hai góc này sẽ bằng nhau. Đó chính là ý B. Tiếp tục sang đến ý C, chứng minh DE, chứng minh này DE song song với tiếp tuyến tại đỉnh A của đường tròn ngoại tiếp tam giác, đây là XY là tiếp tuyến tại đỉnh A. Đối với bài này thì chúng ta lại phải chứng minh được là hai cái góc này sẽ bằng nhau mà lại ở vị trí so le trong nên nó sẽ song song. Vậy tại sao hai góc này bằng nhau? Chúng ta nhìn thấy góc BAX, đây góc đây, sẽ bằng 1/2 số đo của cung AB. 1/2 số đo cung AB, tức là bằng 1/2 số đo của cung AM cộng với cung MB. Đây là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây. Tiếp tục góc E đây, góc E1, gọi góc E1. Góc E1 bằng 1/2 số đo của cung AN cộng với số đo của cung BM. Mà ta biết số đo của cung AN bằng số đo của cung AM, nên cái góc E1 này cũng sẽ bằng 1/2 số đo của cung AM cộng với MB, hay chính là bằng 1/2 số đo của cung AB. Như vậy là góc E1 này sẽ bằng với góc A1. Mà hai góc này lại ở vị trí so le trong nên suy ra EAD sẽ song song với XY, hay EAD song song với tiếp tuyến tại đỉnh A, tại điểm A, tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Sang ý D, chứng minh ý D, chứng minh OA là tia phân giác của góc MAN. Góc M, A, N.
là tia phân giác của góc MAN, thì chúng ta phải chứng minh được là thứ nhất là cái có thể chứng minh đó là góc MAO bằng góc NAO. Hoặc cách thứ hai chúng ta có thể chứng minh AO là đường trung trực hoặc đường cao trong tam giác cân, thì đồng thời nó sẽ là đường phân giác. Vậy chúng ta thấy là tam giác MAN là tam giác cân, bởi vì A là điểm chính giữa của cung AN nên suy ra dây AM bằng dây AN. Mà lúc trước là chúng ta đã chứng minh được là DE thì song song với XY, mà XY thì lại vuông góc với AO tại A, suy ra AO cũng sẽ vuông góc với DE, hay AO vuông góc với MN, hay AO cũng chính là đường cao của tam giác MAN. Từ đây chúng ta thấy là trong tam giác cân thì đường cao đồng thời sẽ là đường phân giác. Vậy thì AO hay là OA chính là đường phân giác của góc MAN. Ý E, chúng ta sang ý E, chứng minh MA bình bằng AE nhân AB. Chúng ta nhớ cho cô là sẽ sử dụng đến hai tam giác đồng dạng mà lại có chung cạnh AM. Vậy thì tam giác đầu tiên đó là tam giác MAE. Đấy, tam giác MAE sẽ phải đồng dạng với tam giác thứ hai, đó là tam giác, đây là tam giác M này, A này, E này, đồng dạng với tam giác BAM. Đấy, để ý góc tam giác BAM. Vậy thì hai tam giác này đồng dạng với nhau như thế nào? Chúng ta thấy cái góc A này là chung rồi này. Đấy, nhìn thấy góc A chung. Vậy thì ta có góc A chung này. Chúng ta cần tìm một góc nữa để chúng ta đưa ra được hai tam giác này đồng dạng. Chúng ta thấy đây là góc B này, gọi là góc B1 đi. Góc B1 này thì bằng 1 phần 2 số đo của cung AM. Đây là góc nội tiếp chắn cung AM. Thế còn góc M1 đây, góc M1 thì lại bằng 1 phần 2 số đo của cung AN. Mà cung AM thì bằng cung AN, nên suy ra góc B1 này bằng góc M1. Đấy, chúng ta nhớ nhé, góc B1 bằng góc M1, B1 bằng M1. Vậy hai tam giác này có hai góc bằng nhau nên hai tam giác này đồng dạng. Mà hai tam giác đồng dạng chúng ta sẽ suy ra được tỉ số AM trên BA bằng M bằng AE trên AM. Và chúng ta sẽ suy ra điều phải chứng minh, đó là AM bình bằng AE nhân AB. Bình thứ hai, cho đường tròn tâm O đường kính AC. Đây, đường tròn tâm O đường kính AC, đây chính là đường tròn tâm O đường kính AC, trên đoạn OC, lấy điểm B trên đoạn OC. Đây đây đường tâm O này, trên đoạn OC lấy điểm B. Vẽ đường tròn tâm O phẩy đường kính là BC, và đây là đường tròn tâm O phẩy đường kính là BC. Gọi M là trung điểm của AB. M là trung điểm của AB, hai đoạn này nó bằng nhau. Từ M vẽ dây cung DE, từ M vẽ dây cung DE vuông góc với AB. Đây, vuông góc tại vị trí này. DC cắt đường tròn tâm O phẩy, DC cắt đường tròn tâm O phẩy, đây đường tròn tâm O phẩy tại Y, Y A, chứng minh tứ giác ADBE, ở đây ý A này, tứ giác ADBE là hình gì? ADBE là hình gì? Ý B, chứng minh tứ giác DMBI nội tiếp. DMBI nội tiếp. Ý C, chứng minh
3 điểm I, B, E thẳng hàng. I, B, E thẳng hàng. Và M, I bằng M, D. Ý D, chứng minh M, C nhân M, D. M, C nhân M, D bằng M, I nhân D, C. Và ý cuối cùng, ý D, chứng minh MI là tiếp tuyến của đường tròn, MI là tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy. Tứ giác ADBE là hình gì? Nhìn vào đây thì tứ giác ADBE sẽ là hình thoi. Nhưng để chứng minh được một tứ giác là hình thoi, chúng ta chứng minh tứ giác này có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường. Chúng ta đã biết được MA bằng MO, MB theo giả thuyết rồi. Vậy thì AB đây chính là nằm trên cái đường kính, tức là có chứa O nên nó sẽ là đường kính. Đây AC, nó bản thân AC nó là đường kính của đường tròn này, mà B nó nằm trên AC. Nên là đường kính thì lại vuông góc với dây, đó là dây DE tại M đây. Nên nó sẽ đi qua trung điểm M, nó sẽ đi qua trung, nó sẽ là M trung điểm M, M sẽ là trung điểm của DE, hai cái đoạn này là bằng nhau. Như vậy xét tứ giác ADBE có hai đường chéo AB và DE vuông góc với nhau tại trung điểm M, nên suy ra tứ giác này sẽ là hình thoi. Sang ý số 2, chứng minh tứ giác BM hay là DMBI nội tiếp. Thì chúng ta thấy là góc BIC, đây là góc này là bằng 90 độ, vì đây chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Đây là đường tròn tâm O phải đây, đây là đường kính này. Đấy. Mà cái góc DIB, đây góc này kề bù với góc bên này nên nó cũng sẽ bằng 90 độ. Xét tứ giác DMBI có góc DMB bằng 90 độ theo giả thiết, góc DIB cũng bằng 90 độ theo chứng minh trên. Nên suy ra góc M cộng góc Y là bằng 90 độ cộng 90 độ và bằng 180 độ. Như vậy tứ giác DMBI nội tiếp trong một đường tròn vì có tổng hai góc đối này là bằng 180 độ. Tiếp tục sang ý số C, chứng minh IBE thẳng hàng. Muốn chứng minh được IBE thẳng hàng, chúng ta phải chứng minh được góc B1 này bằng góc B2. Góc B1 bằng góc B2. Mà 3 điểm CBA thẳng hàng rồi nên suy ra IBE thẳng hàng. Vậy muốn chứng minh được góc B1 bằng góc B2, chúng ta phải xét hai tam giác đồng dạng. Tam giác BIC và tam giác BME có góc Y bằng góc M bằng 90 độ. Chúng ta lại thấy góc C này sẽ bằng với góc E1, bằng góc E1, bởi vì nó cùng chắn góc nội tiếp, cùng chắn cung AD. Góc E1 thì lại bằng góc E2, bởi vì tứ giác DBEA là hình thoi nên cái đường chéo đồng thời sẽ là đường phân giác, nên hai góc này nó bằng nhau. Từ đây suy ra góc E2 sẽ bằng góc C. Vậy hai tam giác BIC và đồng dạng với tam giác BME vì có hai góc. Đây, góc. Góc này bằng góc này, góc này bằng góc này. Khi hai tam giác này đồng dạng, suy ra góc B1 bằng góc B2, mà CBA thẳng hàng nên suy ra IBE cũng thẳng hàng. Ý D, chứng minh M, à còn một ý nữa ở đây, đó là chứng minh MI bằng MD, MI bằng MD. Khi chúng ta đã chứng minh được IBE thẳng hàng thì tam giác DIE là tam giác vuông tại I, lại có MD bằng ME, suy ra MI là đường trung tuyến của tam giác vuông DIE. Suy ra MI sẽ bằng 1 phần 2 của cạnh huyền, đó là DE, hay MI bằng MD bằng ME. Như vậy đã ra được điều phải chứng minh. Ý D, chứng minh
MC MC nhân DB DB bằng MI nhân DC. Vậy ta sẽ phải xét hai tam giác đồng dạng, đó là tam giác DBC và tam giác MIC. Hai tam giác này có góc C chung rồi. Tiếp góc M1 bằng với góc D1, bởi vì tứ giác DMBI là tứ giác nội tiếp nên góc M1 và góc D1 cùng chắn cung IB. Nên suy ra góc M1 bằng góc D1. Như vậy hai tam giác DBC sẽ đồng dạng với tam giác MIC theo trường hợp góc. Góc. Từ đây chúng ta sẽ từ hai tam giác đồng dạng chúng ta sẽ suy ra được tỷ số. Tiếp chúng ta sang ý D. Chứng minh MI là tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy. MI là tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy thì chúng ta phải chứng minh được cái MI này phải vuông góc với lại OI. OI là bán kính rồi. Chúng ta đã biết tam giác I O phẩy I chứ. Tam giác I O phẩy B là tam giác cân bởi vì có OI O phẩy I bằng O phẩy B. Nên suy ra góc I1 bằng với góc B1. I1 bằng B1. B1 lại bằng B2. Đấy, B2 thì lại bằng với lại B3. Đây B3. Nhớ tam giác IO phẩy B là tam giác cân tại O phẩy nên suy ra I1 bằng B1. B1 thì lại bằng B2 theo chứng minh trên. B2 lại bằng B3 bởi vì AB là tia phân giác của góc DBE do tứ giác ADBE là hình thoi. Suy ra góc B3 bằng góc B1. Tiếp tục chúng ta lại thấy góc I2 đây. Góc I2 thì bằng góc D2 vì tứ giác DMBI nội tiếp nên góc I2 bằng D2 vì cùng chắn cung MB. Mà chúng ta lại thấy được là góc B3 cộng với góc D2 là bằng 90 độ. Đây là hai góc nhọn thụ nhau trong tam giác vuông DMB. D2 thì bằng I2, B3 thì bằng I1 nên suy ra I1 cộng I2 cũng bằng 90 độ. I thì thuộc đường tròn tâm O phẩy nên suy ra MI sẽ là tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy.